Xin chào các bạn, hôm nay mình giới thiệu với các bạn cái con Rubik này là con Ready Mint. Con Ready là tại vì nó là con Ready nhưng mà nó làm 12 cái mặt giống như là con Mint vậy, Mega Mint vậy đó, cho nên gọi là Ready Mint. Thì con này chơi rất là dễ. Thì nó có 3 loại viên. Viên thứ nhất là cái viên tâm này, thì viên tâm này nó cố định nè, 12 cái đỉnh màu này, trong chấm trong này nè, nó không đi đâu hết nè, coi như cũng không có giải. Cái con thứ hai là cái con gốc. Tại Ready là xoay góc cho nên là cái góc nó xoay, cái con mà nó có ba cái chân này nè thì cái con đó nó sẽ nằm ở tại chỗ rồi không đi đâu hết. Và con thứ ba là cái con cạnh có hai màu này thì nó sẽ quay vòng vòng qua cái góc. Thì mình chơi con này bằng cách là mình đưa vào rồi né ra, hoặc là đưa xuống rồi đón về, hoặc là xuống xuống lên lên giống như con Ready vậy, cho nên nó rất là đơn giản. Ví dụ xuống xuống lên lên đó, nó chuyển vàng xuống đây, xanh qua đây, đỏ qua đây nè, giờ ngược lại nè, xuống xuống lên lên đó. Thì nó có nhiêu đó thôi, rất là dễ, bạn tự nghiệm tự chơi cũng được. Và nó có thêm một cái này hơi khó, nó không có khó mà nó cũng hơi rắc rối một xíu ở giai đoạn cuối. Có thể là bạn khi bạn giải xong thì sẽ có hai viên nó bị lật, có thể hai viên nằm kế nhau hoặc hai viên nằm cách xa nhau, nhưng mà nó đã đúng vị trí nó bị lật. Giải quyết của nó bằng cách là mình đem cục cái này đem vòng qua đây, cái viên này đem vòng ngược lại đây, giờ đem cái viên viên màu xám với lại màu màu kem này qua bên kia nha, đem qua đem qua đem qua, rồi tới nơi rồi, giờ đem con hồng này lại đây, đem lại đem lại đem lại đem lại, rồi bây giờ mình xoay cái này lên lại cho nó đúng, nó đúng màu, nó đúng cái góc. Rồi giờ mình xuống xuống lên lên là mình giải quyết xong. Xuống xuống lên là đó, nó chỉ có hơi rắc rối chỗ đó một xíu. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành đảo lên để giải. Thì con này tuy nó dễ nhưng mà nó có nhiều mặt quá cho nên nó cũng dễ lộn lắm, chơi không cần công thức gì hết mà nó cũng dễ lộn. Thứ nhất, thứ hai nữa là con này cái nhà sản xuất này nó làm nhạy quá, cái này của Moju thì phải, nó làm nhạy quá cho nên là không phải Moju, cái này của con nào cũng không biết, là Morfan, cái này của Morfan. Thì nó làm nhạy quá cho nên mình đi mình sẽ đụng vô, mình đụng cái góc nào đó, chỗ nào đó, cái mặt nào đó mình không biết, rồi cái nó quay cái nó làm mình sai luôn. Con này mình cầm tay mình giải nó hơi bị nhảy lắm cho nên mình mới quyết định là để nó xuống rồi làm từ từ. Nhảy quá nó cũng chán ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chọn một mặt để làm đầu tiên. Mặt trắng đi, rồi mình quay cái góc lên, trắng nè, trắng nè, quay lên là vô thôi, chỉ cần quay lên nè, nó đâu đi đâu đâu, nó nằm yên tại chỗ đó mà. Rồi đã quay lên cái góc, mấy cái xương này đã lên. Bây giờ mình đưa mấy cái cạnh vào, xanh đây thấy gần nè, đưa vô. Rồi mình xuống xuống lên lên nè cũng vô được nè, xuống xuống lên lên đó, xanh vào rồi. Con đỏ này, con đỏ nằm bên này đó, xa quá. Đây có con xanh ở đây thì mình có thể đưa đón về, đem cái cạnh này xuống nè, đem cái góc này xuống, đón nó vô rồi đem nó về cũng được, hoặc là đi vô rồi né ra cũng được. Con đỏ này đem qua đây, đỏ này nằm tuốt bên này, đây vô né ra. Nó bị ngược. Nếu nó bị ngược thì bạn dùng một mặt nào đó, bạn cho nó đi một vòng trên cái mặt đó thì nó sẽ lật lại. Đây xuống xuống lên lên đó, ba viên rồi. Trắng nữa đâu, trắng tím ở đây. Rồi đưa vô. Trắng vàng
như này. Từ giờ chúng ta xong một mặt, tới cái mặt tiếp theo ở sát bên mình giải từng tầng, thì mình làm hai cái miếng hai bên này, hai cái miếng hai bên này giống như là hai cánh tay vậy đó. Ở đây cái đầu hai cánh tay, đây là hai cái chân. Rồi mình xoay cái con góc về đi cho dễ nhìn. Đỏ nè, xanh nè, vàng xoay về, tím xoay về đó. Rồi mình nạp từ từ vô thôi. Bây giờ ở đây con này nó vào đây đúng không, nhưng ở đây là nó bị lật rồi. Lấy nó ra, quay nó vòng qua đây. Rồi đưa nó vô nè, góc tím xanh nè, đưa vô. Rồi đưa lên à, ta được một cái con bên này. Tiếp xanh đỏ đây, đưa xuống đón nó. À, nó bị lật, nó bị lật thì mình cứ cho nó điền vòng ha. Đó. Đón nó vô. Đỏ xanh nằm đây, đón nó vô, đưa nó vô. Xanh vàng, xanh vàng nằm đây bị lật, đem nó ra cho nó điền vòng, đón nó vô. Vàng tím, vàng tím nó nằm tuốt dưới này, lấy nó ra, trả con này lại. Vàng tím đưa vô, nó bị lật, mình cho nó điền vào. Đưa lên đón, trả vô. Vậy là chúng ta đã làm xong cái tầng thứ hai là hai cánh tay. Rồi chúng ta làm hai cái chân của cái mặt này. Mình cũng quay mấy cái góc này về cho dễ nhìn, quay về hết cho dễ nhìn. Tím bây giờ làm xong cái này là mình sẽ hoàn thiện cái mặt ở đây. Rồi đây có sẵn nè, tím xanh đây, đưa vô xuống xuống lên lên cũng được, xuống xuống lên lên. À con này nãy bị xây ra rồi, cái chân tím nữa, tím cam nó nằm tuốt bên này. Mình lấy nó qua tím cam, rồi trả về, sẵn tiện làm con này luôn, đem qua, đem qua. Rồi tím cam đưa vô né. Rồi được tím cam. Tiếp xanh này với xanh lợt nằm đây, à, đưa vô thì bị xoay. Đó. Giờ mình xuống xuống lên lên ở đây, mình mượn con này đi. À, mượn con này nó hư con này luôn sao? Rồi thôi. Mình đem nó ra ngoài đi. Đem nó ra ngoài đi. Rồi. Mình đưa nó vô. Đây tiếp con này nó nằm dày. Giờ cái chân màu xanh lá với lại màu kem nó nằm tuốt trên này, lấy nó ra, trả về, trả con này về đi. Đây xuống xuống lên lên cũng không được, mình thấy có cái rác chỗ đó thì cứ xuống xuống lên lên, mà trường quá. Rồi đỏ với lại màu kem nằm tốt bên này, coi nào gần gần làm luôn đi. Đây
mà là vô đây được nè, né ra chứ chuyển về xa quá lười. À, nó bị lật, cho nó điền vòng. Rồi, đưa vô. Đỏ, đỏ với kem nằm bên này. Lấy nó ra. Rồi, trả nó vô đi. Đưa nó vô thì nó bị lật. À, mình cho nó điền vòng. Rồi, đưa vô. Rồi, xong. Còn mấy chân nữa? Còn 3 chân nữa. Đây, xanh. Hai màu xanh, đây nằm xuống như này. Đem anh lên. Trả về đi. Đây. Cái này trúng sẵn nè. Rồi, nó bị lật, mình đưa nó vào. Đưa nó vô. Còn hai cái chân vàng. Đây, vàng xanh. Nó bị lật. À, bị đúng luôn. Rồi, đưa vô. Vàng với màu cam. Nó nằm bên này. Rồi, nó bị lật, mình đưa nó chạy vòng. Đây. Đưa vô thì nó bị hư cái màu tím à. Nên mình kiếm cách nào mình đưa cho nó dễ đây. Nó làm gì? Đưa lên đây. Đưa lên đây đó. Rồi, đưa vô. Trả vô. Trả màu tím về. Đó. Rồi, chúng ta đã làm xong mấy cái cạnh ở dưới này. Bây giờ chúng ta còn lật lên đây đi cho dễ nhìn. Mình làm tiếp mấy cái cạnh ở tầng này. Mình quay cái màu xám lên cho dễ nhìn. Quay hết màu xám lên. Rồi, vậy là góc nó đúng rồi đó. Bây giờ kỹ cạnh thôi. Có cái cạnh nào gần gần mình làm trước. Đây, con này sẽ qua đây. Đưa lên đây đón. Đưa vô, đó, trả về, được cạnh này. Rồi. Con này nó vô đây, đưa lên đây đón, đón vô, trả về, trả con này về luôn. Con này nó vô đây, đưa xuống, đưa lên đón, đón vô, bị ngược. Bên ngược mình cho nó điền vòng.
đi qua mình tàn phá cái này, trả nó lại. Rồi. Bây giờ tiếp với con nào. Cho con này nó bị lật, đem ra đây. Rồi, cho nó đi vòng qua đây. Đón nó vô, trả nó về. Rồi, quay mấy cái này về. Còn con nào nữa, còn mấy hai con nữa, đây với đây nữa. Rồi, con này nó vô đây. Trả nó về. Con đây, vô đây, đưa nó lên. Nó bị lật, mình đưa nó qua đây. Nó bị lật tiếp ha. Coi lại chứ để hồi nó phá hư tùm lum hết. Cho nó đi qua đây. Nó dễ nhưng mà nó cũng dễ rối mắt. Phải như mấy con này nó cứng một chút nữa mà cứ đụng tới vô tới đâu là nó nhảy tới đó. Sao vậy? Con này vô đây nãy giờ sao mình cứ đưa nó đi vòng vòng hoài. Chạy mong manh quá, không biết dặn sao luôn. Thả về đây đi. Rồi, con này thôi. Đi vòng qua này. Đưa nó vô. Trả về. Đụng tới đâu nó hư tới đó.
Lại hư con này. Con này là xuống rồi. Rồi xong rồi các bạn. Chúng ta đã còn một mặt cuối cùng. Mặt cuối cùng thì mình đem nó về cho đúng vị trí. Rồi còn lật hay không mình tính sau. Xuống. Xuống. Lên. Lên. Đúng được con. Đúng được con xanh này. Xuống. Xuống. Lên. Lên. Xuống. Xuống. Lên. Lên. Đó. Bây giờ mình đem con này xuống đây. Băng con này ra qua đây thì đúng được thêm con này nữa. Xuống. Xuống. Lên. Lên. Rồi. Xuống con này đây, được đúng con. Đúng con này nè. Xuống. Xuống. Lên. Lên. Rồi. Vậy chúng ta về cái dạng hồi nãy mình nói đã đúng vị trí hết mà có hai con lật. Rồi mình đem con này một vòng qua ha. Đem qua. Đem qua. Đem qua. Rồi mình đem con này ngược lại, con xanh ngược lại thì cái góc nó tự trả về lại luôn. Rồi trả góc này về lại. Rồi xuống xuống lên lên cái là xong. Xuống. Xuống. Lên. Lên. Rồi mình đã giải quyết xong con Ready Min. Con này chơi dễ mà đều có cái nó hay nhầm lẫn với lại cái cạnh này nó nhạy quá các bạn. Nếu mà nhà sản xuất làm con này cho nó hơi cứng cứng một chút thì khỏe, chắc là siết ốc lại được. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Có một con nó tương tự con này là con Tamin. Y tương tự con này mình lại cứng, nó cứng ngắc à. Mình sẽ làm con nó sao con này. Cảm ơn các bạn ha.